Kính thưa quý vị, các nhà khoa học Argentina vừa phát hiện ra loài ếch huỳnh quang đầu tiên trên thế giới tại nước này. Khi đưa vào nghiên cứu thì loài ếch này sẽ phát ra ánh sáng màu xanh sáng huỳnh quang dưới ánh sáng đèn UV. Dưới ánh sáng thường, con ếch này sẽ có màu vàng nâu cùng với những đốm đỏ. Nhưng khi được đặt dưới ánh sáng UV, các chuyên gia phát hiện ra nó có màu huỳnh quang. Điều này thực sự rất thú vị khi xét tới những chi tiết mà chúng tôi nhìn thấy trên con ếch này. Ở mức độ hình ảnh, điều này thật tuyệt vời. Đồng thời, khi xét trên mức độ hiểu biết của chúng ta về giao tiếp và những loài động vật lưỡng cư này, thì đây là một phát hiện đầy bất ngờ. Tương tự như hiện tượng ếch huỳnh quang lần này, trước đó các nhà khoa học cũng đã quan sát những loài sinh ra ở dưới nước, nhưng họ không bao giờ quan sát đối với loài lưỡng cư. Hiện tại, các nhà khoa học đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng, xem liệu ánh sáng rực như huỳnh quang này có phải là do điều kiện sinh sống đặc biệt của loài vật này hay không. Chúng ta có thể xác định được lượng photon, lượng tử ánh sáng của con ếch này giống như huỳnh quang vậy. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, trong điều kiện ánh sáng lúc chạng vạng hay ánh trăng, thì lượng huỳnh quang mà phải đóng góp vào tổng số lượng tử ánh sáng photon mà con ếch này phát ra có thể lên tới 30%, và đây là một số lượng lớn. Việc chuyển dịch lượng tử ánh sáng đó chính là yếu tố làm tăng độ sáng của con ếch này, bởi trong đó có chứa huỳnh quang. Loài ếch chó Polka này là một giống có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được phát hiện ra gần khu vực Santa Fe ở Argentina.